mỗi đứa một cây á. Cái này của mẹ Lan Nguyễn cho các em kẹo ăn giặt hết cả nhà. Ly một cây, nguyên cây. Long Hải nó không biết ăn cả nhà ơi, bỏ cho Long Hải. Long Hải nó không thì không biết ăn cái này. Long Hải nó biết ăn giặt lắm. Long Hải á, bỏ vô mà Long Hải không có ăn. Đứa nào cũng ghiền rồi đấy, có Long Hải nó mới ghiền, chứ Long Hải không có ghiền ăn giặt cái nào Long Hải cũng không ăn luôn á. Mỗi đứa cay hết luôn, cái tiêu cũng cay. Mỗi đứa cay cái tiêu này vậy. Thì cái gì dạo cái ghé hàng ẩm đây rồi vậy. Mỗi đứa cay hết. Anh lúc kỳ hình cay nữa nè. Con ăn đi. Kia ơi. Kia ơi, kia đó mẹ ơi. Thôi con ăn đi, con ăn đi. Thưa nha, em một cây với lại cho mẹ dùng rồi. Tỷ nè, tỷ đâu ta? À, tỷ nó đã ôm xuống cầu thang rồi, tỷ nó cầm xuống cầu thang nó ngồi rồi. Tỷ kệ gì à? Ăn đi để ngồi mấy đứa nó ăn xong nó dành đó ông Tiêu ơi. Xong cái nó lây vô đây nó rình miết ha. Khoan đi, sao này mẹ thấy con buồn buồn á cái kỳ. Sao đây mẹ thấy con buồn buồn. Chào mấy con. Chào mẹ ăn trai. Bán gì thì bán gì cái này. Nói bình yên không biết ăn cái này. Mẹ đi lấy cơm cho bình yên ăn ở đây. Nói cho bình yên, cơm bình yên ăn. Như Long Hải mấy đứa này thì bán ở nhà cứ để hạt ăn dưới mà nó đói thì nó ăn rồi ai ngồi nè nó ăn nó say cái mông rồi quay lại sao đang buồn ấy kì chị ơi chị ơi chị ơi chị ơi sao lại cho bữa nay mẹ thấy cái buồn buồn ấy chị ơi con chị ơi. Nhà nhìn thấy người dân đó nè, đung cái đầu ra đó đĩa cái mông người này, cho cái mông lọt ra cái xe cái đầu đung người đó người ghiền lắm. Đi già có ngồi ăn rồi. Tiêu không ăn gì, hồi nãy giờ mấy đứa ngồi ở nhà cũng ăn gì kỳ vậy. Út Tiêu nó cũng không có hảo lắm. Còn Long Hải kìa, Long Hải là tuyệt đối luôn á, không ăn giặt luôn á, bỏ bất cứ cái gì. Ngồi nhìn á, nhìn chiếc lá kìa. Nhìn là tới ghé à. Nhà thấy cũng tiêu không. Người ta nằm ta kẹp giò kẹp chân ta ăn ổng. Ổng chơi chứ ổng ăn gì. Nó tiền kìa. Nằm nó chơi cho ăn cái gì đó. Người ta ngồi đứa nào cũng gặm nó ôm nó ngồi giống vậy nó đang tập thi dục chứ. Tập thể dục với cái ghế ăn vậy. Chờ mình đi uống nước đó nhờ. Uống đi. Có nước không? À, mới vừa ăn xong. Mỗi vô mỗi.
chị xuống ơi. Nhà mình thấy vàng cả nhà, dễ thương lắm. Tối giờ xuống nằm chơi vậy đó, gần lúc kỳ cho vui vậy đó. Lúc nào cũng vậy, xuống hết đòi ăn tới lại đó nằm kêu. Chip cơm bơ mặt mặt sữa gạo của bà ơi. À, cô ly đang ngồi với mẹ. Cô ly dậy. Cô ly đang ngồi với mẹ Dung. Mày khèo. Trời trời, nó lấy quần của mẹ nó làm cái bằng cào, nó cào rách quần của tôi. Ú đau quá, nè móng dài rồi, hồi mày đi bấm móng. Ú đau quá mày.